các vị thính giả, tương truyền 70 năm trước đây, Như Lai thần trưởng Long Kiến Phi lừng lẫy giang hồ đánh khắp thiên hạ, vô địch tổ, nhưng lại có một người không phục và đã đòi quyết chiến sống chết với Long Kiến Phi. Người này là ai? Người này chính là Thiên Tăng Cước. Cho nên chánh đạo võ lâm Long Kiến Phi và chí tôn của tà ma Thiên Tăng Cước đã tới một đỉnh cao không có bóng người và đã mở một màn trận chiến thế kỷ thật là khủng khiếp. Nhưng mà vì cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cho nên đôi bên cũng không có dễ dàng ra tay. Tại sao? Tại vì cao thủ hay như vậy mà để tránh việc lộ ra sơ hở. Và vì vậy đứng ở trên đỉnh cao đứng suốt 7 ngày 7 đêm không có động đậy một chút nào hết. Tại sao lại không có động đậy một chút nào hết? Ngay cả việc đi cầu cũng không có ai thèm đi nữa kìa. Cho tới một ngày đột nhiên có một người xuất hiện. Người này là ai? À, thì ra là người bán trà. Con rùi mất dịch. Còn không đi hả? Không đi tao sẽ đánh chết đi. Mẹ ơi, cuối cùng hắn ra tay. Chưa bao giờ thấy cái chân lớn như vậy hả? Ông nội ngươi, tài ngán ngươi hả? Sao nhà ngươi ăn nói thô tục như vậy hả? Nè, để ta đãi nhà ngươi ăn một phần cơm thiên tàng nha. Ngứa quá. Thật nham hiểm. Khoan đã, đánh cực khổ như vậy hay ngồi xuống uống ly trà ở bên bao đã? Hả? Có thiệt không đó? Hey, có thiệt hay không vậy? Long Kiến Phi và Thiên Tân Cước quyết đấu là chuyện lớn. Tại sao đánh nhau lại ngưng nửa chừng như vậy chứ? Kỳ quá. Sao lại ngưng giữa chừng vậy còn đòi uống nước ăn bánh bao nữa, kỳ cục quá. Đúng rồi, đang ở rừng hoang làm gì mà có trà chứ. Đúng rồi. Kỳ cục quá chừng rồi. Ê, sai. Không phải là trà bao mà là nước trà và bánh bao. Vừa rồi ta nói không phải là hai vị anh hùng kia đang đánh một hồi rồi đòi uống trà và ăn bánh bao, mà đó chính là tại hạ muốn uống một ly trà và ăn cái bánh bao rồi mới kể tiếp thôi đó mà. Ra là vậy. Nè, bác hai, bác đừng có buồn nữa. Chính bác cũng biết mà, kể chuyện nãy giờ cũng khát nước, giờ đói bụng lắm rồi. Tạm nghỉ ngơi chút đi, chúng ta nghỉ ngơi đi nha. Vậy đi hả? Nè anh bạn à, ăn no rồi uống nước kể chuyện đi chứ. Sao ngồi đợi đợi á, kể. Các vị đừng có nóng nảy mà, hãy nghe đây. Nè, nhắc tới thiếu niên Long Kiếm Phi và thiếu niên Thiên Tàn Cước thì họ đang ở trong một trận quyết chiến sanh tử lòng trời lở đất đó. Vậy làm sao? Nguy, quên cái chuyện này. Chuyện gì vậy? Không, hồi sáng là bà vú của tôi đưa tờ ngân phiếu biểu tới điện trang phú quý đổi tiền ra, lo cái chuyện mấy người nghe hồi quên mất tiêu rồi. Được rồi, để lần sau kể tiếp nha. Vậy ha. Người đang kể chuyện một hồi thì bỏ đi, thì là cục hứng đó. Chú Hoài à, tôi cũng đâu có muốn chứ. Nếu mà tôi không đi, điện trang đóng cửa. Điện trang đóng cửa không lấy được tiền, không lấy được tiền thì không có tiền xài. Nói tới nói lùi là người bắt người ta phải trả tiền mới chịu cởi ha. Ngươi thì là thông minh quá đi, thì là không thiện danh là một thiếu hiệp ha. Người ta nói có tiền mua tiền thì cũng được mà. Nói chi là kể chuyện á, quý vị làm bao nhiêu xin chút tiền đi rồi tiếp tục nghe mà. Nà. Thật ra muốn biết kết quả của cuộc đại chiến ra sao, không nhất thiết phải đưa tiền đâu. Quê, ngươi lại đây, dám tới đây dành ăn với tiểu tuổi thông minh lanh lợi này hả? Lão phu ra giang hồ đứng không có đổi họ, ngồi không có đổi tên. Ta là Tư Không Kiến Quán. Tư Không Kiến Quán hả? Ta không đánh đổi chơi chửi với ngươi đâu. Người dám muối rìu qua mắt thợ hả? Các người đây có ai quen nhắn không? Nói đi, có ai quen không hả? Lão gia ta là Võ Lâm Thái Sư Công mà ngươi không biết nữa, thiệt là hiểu biết nông cạn. Thì ra vị này là Võ Lâm Thái Sư Công tiếng tâm lừng lẫy đó hả? Thất kính thất kính. Sao khách sao? Nè, ngươi quen không vậy? Ngươi thiệt không biết hay là giả đò đi? Hắn chính là Võ Lâm Thái Sư Công đó, một nét định giam trung, ngươi chưa nghe danh sao?
nghèo chưa? Ta thấy người thông minh như vậy để ta hỏi người, năm xưa Long Chiến Phi và Thiên Tàng Cướp rốt cuộc đánh nhau ra sao? Nè 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 nè, tương truyền năm xưa Long Chiến Phi đã thi triển chiêu thứ 9 của Như Lai Thần Trưởng, vạn Phật triều tôn Thiên Tân Cước lập tức bị thất khẩu xuất huyết hấp hối và sắp chết. Chỉ vậy thôi. Chính vì vậy đã dập được sóng gió bão tố của Võ Lâm bấy giờ. Nè 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 nè, ngươi thì là không có kỹ thuật kể chuyện gì hết, kể như vậy làm sao mà ra câu chuyện được chứ? Mày nói gì? Ê ê ê, lão gia ta giết lịch sử Võ Lâm đó, còn ngươi thì kể chuyện bậy bạ lừa gạt người ta. Nói cái gì đó nhóc con, cắt lưỡi người xuống bây giờ. Võ Lâm là gì chứ? Thiệt là khách sáo. Là cái biệt danh như vậy chắc là hiểu biết nhiều về lịch sử Võ Lâm chứ hả? Thiệt là khách sáo. Có ai dám đánh cá 10 lượng với ta không? Quả như là khách sáo. Người muốn đánh cá gì? Một câu hỏi đơn giản thôi. Hỏi ngươi về vấn đề của Long Kiếm Phi, trả lời được thì ta thua, trả lời không được thì ngươi thua ta 10 lượng. Dám không? Nè anh, cho cái trò này tôi là không có được công bằng lắm. Ngươi hỏi đi. Nghe cho rõ nha. Đại hiệp Long Kiếm Phi vì thế nào mà bị chết? Ra sao hả? Ê, năm xưa đại hiệp Long Kiếm Phi sau khi mà đánh gục được Thiên Tân Cước lập tức rút lui khỏi giang hồ, dĩ nhiên là không có biết hắn ở đâu, càng không có ai biết hắn bị chết kiểu nào. Không biết mày đặc biệt chuyện hả? Đưa 10 lượng đi. Bây giờ ngươi đã không biết mà. Ta không tin ngươi có thể nói ra đại hiệp Long Kiếm Phi chết kiểu nào. Ta dám hỏi ngươi, dĩ nhiên là ta biết câu trả lời mà. Không phục hả? Cá thêm 10 lượng đi. Chơi đi. Được. Nếu người trả lời được Long Kiếm Phi chết kiểu nào, 10 lượng này cũng thuộc về ngươi. Vậy là ngươi thua chắc rồi. Làm ơn không có dùng đó, cũng dùng cái màn tang nghe cho kỹ đi. Đã nói chết chứ gì phải nằm xuống để mà chết rồi. Không lẽ giống như người bị ta chọc tức quá rồi bị chết đứng hay sao đây? Thiệt là ngu ngốc, tưởng nhà cầu giống như nhà ăn cơm hả? Cảm ơn 10 lượng của ngươi nha. Ngươi. Cảm ơn sư công nha. Ê, đừng có hóa sửng ta như vậy chứ. Tại nhà ngươi ngu ngốc quá thôi mà. Ê, Long Kim Sinh, người chết đâu rồi? Làm ơn cho hai chén đồ. Ê, ngươi làm ta hết hồn luôn. Tưởng là cái thằng sứ công gì đó bực bội kiếm người tới trả thù ta chứ. Kiếm ta có chuyện gì đây? Ai mà kiếm người trả thù? Lần này kiếm người là có chuyện chiếu cố người. Thiệt hả? Vậy được mà. Ê chị Trân à, một dĩa đậu hũ thúi và thêm một chén đậu hũ nữa. Nè giao trước nha, bữa nay hai người trả đó. Ê, chuyện nhỏ thôi mà. Nè, người có nhớ tháng trước cái chuyện mình lên chùa Thiếu Lâm ăn chay không hả? Hả? Ôi dạ. Sao mà thúi quá vậy, thúi chết người ta luôn. Ngươi thiệt là bậy quá mà. Nói tới đâu hả? Chuyện vậy nè, hôm qua hai anh em chúng tôi kiếm được một đám khờ khạo, nghe nói có thể lên Thiếu Lâm tự ăn chay đó mà. Ấy giờ thiệt là vui mừng quá, cho nên hẹn ngày mai chúng tôi đưa họ lên trển đó. Ngày mai? Ngươi điên rồi hả? Gấp rút như vậy đi đâu kiếm Thiếu Lâm tự để họ đi ăn chay đi. Chuyện gì đây, chúng tôi đã thu tiền rồi. Ngày mai dù chết ngươi cũng phải chết ra một Thiếu Lâm tự cho ta. Ồ, mắc mớ gì tới ta chứ? Chuyện của ngươi làm mà. Làm ơn đi, lần sau trước khi lấy tiền người ta, làm ơn nói cho ta biết trước chuyện nha. Ê, bộ thiệt không có kế sao? Sao lại không có chứ? Thời gian gấp rút như vậy, nếu mà trả thêm tiền phụ cấp á, thì chắc là được khá hơn. Cái tên mắc dịch này lại muốn tăng giá hả? Thì tùy ngươi thôi. Nếu ngày mai không thể tới Thiếu Lâm tự để mà ăn chay á, thì tới đại hiện trang của ta để ăn chuối đi, ta trả tiền cho. Vậy nha. Wow, sao khi không có nhiều người cúng Bồ Tát quá vậy? Sư thái, tình thế khá chứ hả? Có nhiều người tới cúng kiến quá mà. A-di-đà-phật, chính vì tình thế không khá mới có nhiều người tới cúng kiến thôi. Tình thế do ta sáng tạo đó mà. Thí chủ à, có phải người tới kiếm Nhất Đăng đại sư không? Đã lâu không gặp hắn rồi, tới thăm hắn thôi. Hắn ơn sao hả? Phải. Sư phụ à, Nhất Đăng đại sư lại bị người ta ăn hiếp. Vậy à? Hai vị thí chủ bắt ta phải sử dụng Nhất Dương chỉ thọc lũng cái tảng đá đằng sau hả? Thọc lũng? Phải đó. Tại ngươi nói mà, ngươi nói ngươi là Nhất Đăng đại sư. Nếu ngươi thật là Nhất Đăng đại sư đó, muốn thọc lũng cái tảng đá này là chuyện dễ dàng thôi, có phải vậy không hả? Phải bắt rồi ta mà, thọc phải rồi, rồi đó. Ê, nói chuyện với hắn chi cho nhiều chứ. Xem tướng hắn kìa, đâu có giống là Nhất Đăng đại sư chứ. Giả mạo thôi. Cái gì thứ chủ đây? Chuyện gì? Giận hả?
Dùng nhất dương chỉ thọ ta đi. Thọ ngay lưng ta đi nè. Thọ đi, thọ đi. Ê, nhóc con, chuyện gì đây? Dám xía vào hả? Ê, không dám, không dám. Hai vị dám đến đây đụng chạm với Nhất Đăng đại sư, không cần hỏi nhiều nữa, dĩ nhiên là cao thủ võ lâm rồi. Ồ, nhưng mà vậy nha, trước đây ta đã xích mích với Nhất Đăng đại sư rồi, để ta giải quyết với hắn xong thì đến hai vị sau nha. Tại vì như vậy nè, có hai vị ngoài sau đứng chống lưng cho tôi mạnh dạn hơn đó mà. Hả? Đúng, đúng. Nhóc con, ta thấy người khéo nói, cho người lên trước. Ê, dạ, cảm ơn, cảm ơn. Nhất Đăng đại sư, hôm nay người đền tội rồi. Người nói gì? Còn nói thêm hả? Lần trước dám về nhà cầu với ta hả? Lập tức quỳ xuống xin lỗi đi. Tại sao phải quỳ xuống? Còn làm bao lần ta thả? Chết bây giờ. Ta nghe nói là người biết Nhất Dương Chỉ mà. Có giỏi thọc ta một cái đi. Thọc ta đi. Tại sao phải thọc người chứ Lâm Kiến Sanh? Thọc đi mà. Không thọc đâu. Thọc một cái đi. Không thọc, thọc đi. Mà. Không thọc. Thọc một cái thôi mà. Không thọc. Ấy dạ. Nè nè nè. Tiểu tử à, người không sao chứ? Thì ra đây thiệt là Nhất Đăng đại sư đó. Có sao vậy? Có sao hả? Có sao vậy thì bỏ chạy đi. Hai vị đại ca, hai vị đại ca nói là chống lưng cho ta mà. Lên đi. Thì ta cho người lên nè. Lâm Quý Sanh à, ngươi sao rồi? Cái gì có sao? Bộ người tử là người có Nhất Dương Chỉ thiệt hay sao chứ? Hả? Gì con máu? Ê, cái đống máu này do sư thái đài thọ đó mà. Chỉ là nước chu sa chấm bánh bao mà thôi. Phải không sư thái? Ờ, tại người biết tùy cơ ứng biến mới đuổi hai tên lưu manh đó đi được thôi. Ê, sư thái quá khen, quá khen. Vậy cũng tốt. Nếu không thì Nhất Đăng này phải phá sát giới đó. Ta phải tụng kinh chuộc tội. Nhưng mà ta thiệt có thể thập lũng tảng đá này. Ta thử nha. Ê, thôi khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị ông chủ, chúng ta đã tới gần bên cạnh chùa Thiếu Lâm Tự rồi. Xin mời nhanh chân theo ta. Xin mời các vị theo đi. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị, hãy nghe đây, nghe đây. Để ta giới thiệu cho quý vị nha. Đây là vị cao tăng cao nhất của Thiếu Lâm Tự, là Vô Lương đại sư. A Di Đà Phật. Chào các vị thí chủ. Bây giờ chúng ta ở lại đây để ăn bữa tiệc mãn hán, toàn là đồ chay của Thiếu Lâm Tự mà thôi. Hả? Ngươi nói cái gì? Ăn ở đây à? Không phải tới Thiếu Lâm Tự ăn hay sao? Phải rồi, ta tưởng là có thể tới thăm viếng bên trong chùa Thiếu Lâm nữa. Ê, hai vị lão gia, hai vị đừng có nói chơi như vậy mà. Thiếu Lâm Tự tuy cách đây không xa lắm, nhưng mà với công lực thâm hậu của Vô Lương đại sư đây cũng phải đi một ngày một đêm mới tới đó mà. Các vị làm sao đi nổi chứ, phải không? À, phải rồi, phải rồi. Nè, nói thiệt nha, ở đây ăn chay cũng tốt chứ, không khí tươi mát. À, nghe nói có trình diễn gia công của Thiếu Lâm Tự mà, chừng nào được coi đây. Có trình diễn hả? Có mà. Phải, ăn xong bữa tiệc mãn hán á thì sẽ được ngắm thưởng ngay ha. Nè, cái thằng sư đệ ngươi chừng nào tới vậy? Coi bộ sắp tới rồi. Cái gì sắp tới hả? Không tới làm sao biểu diễn được chứ. Cùng không đi, mau đi. Thì là ngu ngốc đần độn không ra gì cả. Bị trục trặc gì hay sao? Cái gì trục trặc chứ? Không có cái gì trục trặc hết đâu. Các vị hãy bình tĩnh nghe đây. Một lát nữa các vị sẽ được ngắm thử một trận biểu diễn lòng trời lỡ đất mà ta đã bỏ nặng tiền ra để mà mướn trưởng môn của chùa Thiếu Lâm Nhất Khư đại sư đến đây biểu diễn tuyệt kỹ của hắn. Có nghĩa là sẽ dùng ngực để mà đỡ đá. Trưởng môn mà cũng xuống biểu diễn bia chuyện gì quá lố vậy? Kiếm trưởng môn biểu diễn đỡ đá bằng ngực. Bia chuyện càng lớn thì được thưởng càng nhiều tiền đó mà. Hỏi sư phụ ở đây tới thật là không có hiểu. Tại sao đường lớn không đi mà đi đường nhỏ như vậy chứ hả? Ta hỏi ngươi, đường nhỏ thì dễ đi hay là đường lớn dễ đi hơn? Cần gì phải hỏi nữa, dĩ nhiên là đường lớn dễ đi hơn rồi. Đúng vậy, nhưng mà như vậy, người xuất gia thì phải chịu cực chịu khổ, đeo đuổi hưởng lạc thì có lỗi với Phật tổ đó. Đệ tử thật là không có hiểu, đi đường lớn sao lại có lỗi với Phật tổ chứ hả? Ngươi không hiểu là đúng. Nếu mà ngươi hiểu thì ngươi đã làm trưởng môn rồi. Đệ tử hiểu rồi. Ngươi thiệt là bậy bạ quá đi. Ham ngủ như vậy làm sao mà ra kiếm thêm chứ? Bộ tưởng ta muốn giàu tại buồn ngủ đó mà. Hey, buồn ngủ thì đừng có ra làm. Đi mau đi. Ê. Chào sư phụ. Sư huynh. Chào. Hai người xuống đây làm gì? Không là nấu nấu cơm. Tôi. Hey, hai đứa dở trò gì đây? Lên núi nấu cơm đi. Nấu cơm đó. Thì đi. Nấu cơm. Đi. Thấy chưa? Đó. Nếu mà mình không đi con đường nhỏ thì đâu có biết được hai cái tên này nó xuống núi chơi. Ấy, chứ là không thẹn danh sư phụ. Cái tên Vô Lương đi từ nãy giờ chưa về, có phải là bỏ chạy rồi không? Ê, yên tâm đi, nó chưa thâu tiền hết mà làm sao bỏ chạy được chứ hả? Có lẽ đi chậm chút thôi. Mong là vậy. Cái thằng Vô Lương này, không lẽ bắt ta phải đích thân đỡ đá bằng lòng ngực hay sao đi? Ê,
có hai tên hòa thượng tới kìa. Ê, cái thằng vô lương này lần này chưa bỏ tiền để mướn hai người tới à? Nè, chuyện gì đây, sao tới trễ quá vậy? A Di Đà Phật, thí chủ này là ai đây? Ta là chủ của ngươi nè. Vô lương đâu? Đã lên núi nấu cơm rồi. Nấu cơm cái gì chứ, hắn làm ăn gì kỳ vậy? Bây giờ, đây tao bỏ qua đi, tới giờ biểu diễn kìa. Hắn nói biểu diễn à? Biểu diễn cái gì đây? Chú Hai à, thông minh một chút đi, coi như giúp đỡ được không hả? Dĩ nhiên là biểu diễn dở đá bằng lòng ngực rồi. Không lẽ bắt hai người biểu diễn sexy sao đây? Dở đá bằng lòng ngực, người coi chúng tôi là gì? Ê, được rồi, người ăn mặc về coi như với khu đại sư nha. Còn người ăn mặc về á, làm thằng hề đi. Thằng hề? Vị thí chủ này, người thường cùng với vô lương làm cái trò này hay sao? Dĩ nhiên rồi, ta là chủ quán mà. Ê, đừng có hỏi nhiều nữa. Qua biểu diễn đi, làm sớm đi sớm. Nè các vị ông chủ, các vị ông chủ, mời các vị cho một tràng pháo tay để đón chào trưởng môn Thiếu Lâm tự nhất khu đại sư và trợ thủ quán là vô vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật gì chứ, biểu diễn sớm đi để được đi sớm chút mà. Vậy lâu nay các người biểu diễn cách nào? Sao chuyện gì cũng hỏi vậy? Một lát nữa người nằm xuống, ta để tảng đá lên người của người, dùng búa đập bể. Yên tâm đi, tảng đá giả mà. Hiểu hết rồi. À, các vị thí chủ, nếu như các vị mà thích thú như vậy thì lão tăng đây phá lệ một lần. Hay quá. Nhưng mà ta định nhờ một vị thí chủ ra giúp ta ăn tay. Vị thí chủ này chính là ta đi. Các vị vỗ tay đi. Cảm ơn. Vậy là mời nằm xuống đây. Ta nằm xuống phải. Người ta đây chính là Nhất Hưu. Tảng đá này sợ không có vừa đâu. Phục hộ. Dạ. Xách một tảng đá khác tới đây. Dạ rõ sư phụ. Sư phụ à, đi khắp núi rồi tảng đá lớn nhất là tảng này nè. Hả? Sao lấy cục đá bự vậy? Đồ ngu. Để lên đi. Đại sư à. Hàng Long phục hộ trưởng. Bữa nay đã cả gan dám đụng chạm tới cậu hai nhà mình. Nói tới là hôm nay bị quê quá mà. Thiệt ra là chuyện gì đó? Cũng tại là ông nội thôi, định ra quy củ gì bậy bạ quá chừng đi. Nói là con cháu không được học võ công, thiệt là bậy bạ. Ây da, lão thấy gia làm như vậy là nghĩ tốt cho các ngươi thôi. Không biết võ công thì càng hay, tối ngày cái chém giết đánh lộn nó nguy hiểm lắm. Dĩ nhiên là bà nói như vậy rồi. Hôm nay ta bị lão hòa thượng chơi một trận gần chết luôn. Nếu ta biết được Như Lai thần trưởng đâu có chuyện này chứ. Ông nội à, sao ông nội đặt ra quy củ gì mà kỳ cục vậy, trời cháu vậy ông nội? Tối ngày chỉ lo lừa gạt bịp bộm không mà, đã biểu làm người là phải nên thân rồi mà. Bộ ta không được nên thân hay sao? Nếu ta biết được Như Lai thần trưởng đã mở quán võ thâu đệ tử làm giàu to rồi, cần gì lừa gạt người ta? Đừng có kêu người là Long Kiếm Sanh, kêu là Đỗ Thừa đi. Việc gì cũng biết Đỗ Thừa hết á. Anh nè, hồi sáng lượm được cái cuốn này với gầm giường của người, còn xài hay không? Không có chữ để ta đem đi đốt nha. Đừng đem đốt mà, tối nay ăn cơm hay ăn cháo cũng là nhờ đó thôi đó. Vô chữ bí cấp này thì là may mắn lắm đó nhờ. Ây da, quyển này thiệt là bí cấp vô chữ ha. Thì dĩ nhiên rồi, ngươi coi nè, trang nào trang nấy cũng trắng nhách hết trơn à. Không phải bí cấp vô chữ thì là gì? Vậy thì phải. Nhưng mà không có chữ, ta làm sao mà tập được võ công tuyệt thế đây? Ây da, người thông minh vậy nhất định phải hiểu mà. Mấy cái loại bí cấp này á, nếu mà hơ bằng lửa hay ngâm bằng nước á, thì chữ sẽ hiện ra thôi á. Thiệt hả? Dĩ nhiên. Để ta thử. Chưa có được đâu, phải trả tiền cho ta mới được thử chứ. Không sai, bí cấp đó mà, dễ dầu gì bị người ta phát hiện được chứ, có phải không? Được, ta cứ làm theo phương pháp của ngươi. Tiểu công tử, nếu mà ngươi lấy được cuốn bí cấp vô chữ này, thêm nhiều ý thiên kiếm, nhiều đồ long đao nữa, chừng đó nếu mà ngươi không được nổi bật trong giang hồ, cũng sẽ được nổi tiếng trong võ lâm đó. Hai người thì là giỏi báo hại mà, ta bị người ta chặt giống như tấm thớt vậy. Tối nay hai người phải đãi cho tàn nha. Được, không thành vấn đề. Wow, chuyện gì đây? Đại hội triển lãm à? Chắc là vậy. Hai người không biết hả? Dạng kiếm môn giỏi nhất trong võ lâm đã tới chỗ làm thánh địa của ta mở một cửa tiệm. Hôm nay là ngày khai trương, dĩ nhiên là phải náo nhiệt chứ. Vậy sao? Vậy à? Nghe nói trưởng môn của Ngũ Đại Phái cũng tới đông đủ nữa đó. Hơn nữa thiên hương cô nương của Dạng Kiếm Môn thiết là người như là cái tên Quốc Sắc Thiên Hương. Có bà xạo không?
khách sạn gì? Ừ, tới rồi kìa. Chào các vị, chào các vị. Tại hạ là siêu cấp lệnh lệ tiểu tử. Chào bà lệnh lệ quá. Là tiểu hạ lớn nhất. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Kia màn kính hết sao nhìn thấy được chứ? Vậy đi đi, còn nói gì? Quay, quay, quay. Làm ơn, làm ơn, tránh đường đi, làm ơn, tránh đường đi. Đứng cản đường hết trơn, sao thấy được chứ? Nè, tránh đường đi mà. Ê, cô nương. Ê, dạ, làm sao thấy được đây? Cô nương. Ê, nhà bước ra. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tránh đường đi, tránh đường đi. Ê, các vị chèo hết trơn, thấy được chứ? Tránh đường đi. Ôi dồi, cái gì vậy? Ê, dạ, cho con. Người nhìn thấy rồi, người ta chỉ có nhìn thấy cái chân tôi làm sao đây nè. Anh thì không thấy gì hết đó. Cái cô đó tướng tá thế nào hả? Kể ra nghe coi, kể đi. Vừa rồi, ta nhìn thấy Thiên Hương. Sao lại phải kể cho người nghe chứ? Nè 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 nè, chúng ta là anh em nhau mà, kể ra nghe không được sao? Thì phải coi coi người có gì cho ta lợi không chứ hả? À, ta hiểu rồi, có phải là có tiền mới chịu nói không? Dĩ nhiên rồi, đưa tiền trước thì càng hay hơn. Vậy muốn bao nhiêu, nói đi. Vậy nha, nếu mà người trả nổi thì ta sẽ lấy tranh vẽ của Thiên Hương cho người coi. Tới chừng đó hai người sẽ được rõ ràng, khỏi phải lầm lẫn thấy bà Phượng tưởng là Thiên Hương ha. Đưa, đưa, đưa. Bao nhiêu, bao nhiêu? 5 giờ chuyển môn, cô nương của chúng tôi đã ra rồi. Các vị chuyển môn đã bắt các vị chờ lâu như vậy thì xin lỗi. Ê, không sao, không sao. Xin nhận Thiên Hương một lại. Được rồi, Thiên Hương cô nương thiệt là nặng lời rồi. Cũng phải, chúng tôi tới quấy rầy, chúng tôi thấy ái ngại thì đúng hơn. Cửu tuyệt sư thái, bà quá khách sáo rồi. Nay được 5 vị chưởng môn giá 5 vạn kiếm môn là phước đức của chúng tôi đúng hơn. Phải. Ê, sao các người lại khách sáo quá vậy? Ngày hôm nay đông đủ như vậy, chúng ta phải nên uống cho thật là say sưa ha. Ngũ hành đạo trưởng, vắng mặt một thời gian ngươi vẫn tính nào tật nấy, cứ là uống rượu không à. Tam Sơn, ngũ hành lão tổ thích nhậu nhẹt cũng như là người thích đánh cờ vậy đó mà. Ừ? Chuyện đời này đâu có gì thay đổi chứ hả? Na 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 na. Năm vị trưởng môn có gì mà vui mừng dữ vậy? Thì ra là Võ Lâm Thái Sứ cùng Tư Không Tiên Sinh. Ta tưởng là Tư Không Tiên Sinh vì bận rộn có lời viết sách sử Võ Lâm đã không rảnh tới Vạn Kiếm Môn đó. Đâu có, hôm nay là ngày khai trương của Vạn Kiếm Môn mà. Một chuyện linh đình như vậy làm sao mà thiếu được Tư Không Kiếm Quán này. Tư Không Tiên Sinh thật quá khen rồi. Thật không có khoe khoang chút nào hết. Vạn Kiếm Môn dưới sự kinh doanh của Thiên Hương cô nương chỉ vỏn vẹn có mấy năm đã trở thành thủ phúc của Võ Lâm rồi. Phải đó, tài ba của cô chúng tôi thiệt thâm phục. Thì lời ghi chép đi. Dạ. Thì cũng phải cảm ơn 5 vị chưởng môn đã mua nhiều binh khí của Vạn Kiếm Môn thôi. À, đừng khách sáo. Tại binh khí của cô nương xài thiệt là tốt, cho nên mới tới dành mua mà thôi. Này Nhất Hưu à, bộ không phải Thiếu Lâm tự có người thấy bình khí của Vạn Kiếm Môn rẻ hay sao hả? Ờ thôi đừng nói nhiều nữa. À nè, còn món quà lễ của mình đã chuẩn bị cho cô Thiên Hương đó mà. Ở bên ta nè, đừng có nhiều chuyện. Người đâu? Ây da, Thiên Hương cô nương, một ít quà món, đừng có chê bai nha. Đây là bảo kiếm gia truyền của Vạn Kiếm Môn mà. Đúng vậy, 70 năm trước khi mà ông nội của cô Thiên Tân Cước tự tử thì cả đám người chúng tôi lục lão nhà của cô kiếm lấy được đó. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Đúng đó, đúng đó. Hôm nay là ngày lành của người ta mà, sao nói chuyện cục hứng hoài vậy? Khép cái miệng lại đi, có được không vậy? Không sao đâu. Thật ra năm xưa ông nội của tôi đã làm nhiều lỗi lầm, cho nên bị trừng phạt thôi. Cô thiệt là người biết đại nghĩa. À, tóm lại hôm nay chúng tôi trả lại cho cô hả? Chúng tôi chúc mừng cho cô Thiên Hương làm ăn phát tài. Xin lấy vui lòng. Đã tới giờ lành rồi, làm phiền các vị chứng môn ra ngoài cắt băng nha. Mời. Na 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 na. Các vị Võ Lâm đồng đạo, bây giờ xin mời 5 vị chưởng môn cắt băng cho cửa tiệm mới của Vạn Kiếm Môn. Xin mời 5 vị chưởng môn. Xin mời.
Vạn Kiếm Môn có tài đức gì mà bắt ngũ đại trưởng môn phải cắt băng? Là Đường Tam Thái. Thiên Hương cô nương, chắc là hôm nay cô vui lắm hả? Dĩ nhiên là ta thật vui vẻ. Hôm nay ngũ đại trưởng môn cũng tới Vạn Kiếm Môn để chúc mừng. Bộ Đường công tử không có được vui sao? Nếu như các mối làm ăn của Vạn Kiếm Môn bị người ta giật đi hết, cô có vui vẻ không? Nếu binh khí của mình không được khá, làm ăn lại không lại người ta, sẽ bế môn cải thiện, sao lại không được vui? Cô nói vậy nghĩa là binh khí của Thúc Tông Đường của chúng tôi tệ hơn Vạn Kiếm Môn thôi. Được, hôm nay ta phải thử cho biết. Ê, dừng tay, dừng tay. Dạ, họ Đường kia, nó đều là làm ăn mà thôi. Nếu như ai nấy đều giống như người làm ăn không bằng người ta là phải đánh với nhau như vậy đâu có được chứ. Vạn Kiếm Môn chỉ bán binh khí thật rẻ cho năm vị chứng môn, các vị chứng môn dĩ nhiên là binh cho cổ. Ê, tối nay ta phải thử binh khí của Vạn Kiếm Môn quả thật có lợi hại không? Có dám thử coi binh khí của Thúc Tông Đường chúng tôi có phải kém vậy không? Ê, Đường Tam Thái, Hầu Nhật Phi, đàn ông đại trượng phu mà hiếp người đàn bà, có phải là đàn ông không? Ngươi muốn thử binh khí của Vạn Kiếm Môn hả? Được, để ta. À, đã lấy tiền cọc rồi, bây giờ đi đâu kiếm cô gái giải tranh cho họ coi đi. Hay là gì, trở về Vạn Kiếm Môn coi tướng mạo của Thiên Hương ra làm sao đã. Nè nè nè, binh khí của Đường Môn thiệt là quá tệ. Ê, mau xin lỗi năm vị trưởng môn và Thiên Hương cô nương đi. Hả? Làm ơn đến nhà ta coi chút đi mà. Đường Tam Thái, nếu như còn lần sau nữa thì chưa chắc được may mắn đâu. Đi. Ghê à, ngươi giỏi lắm. Quay. Vậy là muốn bỏ đi hả? Người lại muốn sao? Muốn sao hả? Các người lại đi hả? Đánh lộn gây hại tới người vô tội như ta đi, không một tiếng xin lỗi à? Sư phụ nào dạy người vô phép vậy hả? Nói ta biết đi. Ngó cái gì ngó ta nè. Hả? Xin lỗi nha, được chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Bộ đuôi hả? Ta đang bị chảy máu nè, bộ người cũng thấy à. Biết cách tỏ lòng chút đi. Có biết cách tỏ lòng không? Muốn ta phải tỏ lòng sao? Chết rồi, bị đụng cứu này không biết là có nội thương hay không nữa. Ờ, vậy nè, lỡ mất đi khả năng cầu sanh thì làm sao chứ, đời ta 10 lượng đi. À, thì ra là muốn tiền. Được, 10 lượng, không thành vấn đề. Biết điều. Lạng bạc ở trong đó, lấy được thì cứ lấy. Còn nữa, không cần hấp tấp gì đâu. Chào nha. Ta nhất định là có cách mà. Sao lấy không ra vậy? Ngó ngó cái gì mà ngó? Bây giờ ta không thích lấy, tạm gửi ở đây có được không vậy hả? Tiền trong này là của ta nha, đừng có ai lấy đó. Một lát nữa ta lấy. Cảm ơn các vị chứng môn đã giúp đỡ chúng tôi. Thiên Hương xin kính mời các vị một ly. Rượu cô nhất định phải mời rồi, nhưng mà không phải mời năm tên già này đâu, mà phải mời một người. Đó là Hầu Thiếu Hiệp. Cũng may vừa rồi có hắn đuổi đi Đường Tam Thái thôi. Thấy bất bình cho nên rút dao tương trợ. Nếu cây kiếm này không phải do Vạn Kiếm Môn đúc ra thì đâu dễ dàng gì đánh gãy đường kim đào của Đường Tam Thái chứ. Hầu Thiếu Hiệp thật là quá khiêm tốn. Nếu không phải người đã lén dùng nội công thì kim đào của Đường Tam Thái đâu có bị gãy dễ dàng. Nhật Phi, ngươi hay độc hành độc đoán, háo thắng háo công, làm như vậy dễ gây ra họa lắm, có biết không? Ê Ngạc trưởng môn à, ngươi đừng có nóng giận. Nếu như vừa rồi không được Hầu Thiếu Hiệp ra tay, không lẽ bắt mấy tên già chúng ta đi tranh chấp với Đường Tam Thái hay sao chứ? Cửa tiểu sư thái, đừng trách ta thọc bể bánh nha. Tôi là đệ tử đắc ý của bà đã gả cho Hầu Thiếu Hiệp, nhưng mà bà cũng không có nên binh vực chẳng quá mà. Nè, hỏi thiệt bà nha, chừng nào là ngày lành đi, nhớ đừng có bỏ sót phần tôi nha. Mày hãy ngậm cái miệng lại đi, cái lô ăn lỗ uống không à. Người có biết lần này tới đây là có một chuyện quan trọng hay không? Thì uống rượu. Người nói chơi sao? Tới Thiếu Lâm Tự mở đại hội võ lâm. À, phải hả? Các vị chứng môn, xin hỏi chừng nào mới mở đại hội võ lâm? À, sáng mai chúng tôi sẽ trở lên Thiếu Lâm Tự. Tư Không tiên sinh, ngươi cũng nên đi nha, coi có chuyện gì thì ghi chép lại.
Yếu Lâm Tự hả? Chuyện này dĩ nhiên một thị sự của Võ Lâm đâu có thể bỏ sót phần của Tư Không Kiến Quán chứ hả? Sư phụ à, lỡ như chúng ta bỏ đi hết, Đường Tam Thái quay lại trả thù thì cô nương này sẽ gặp nguy hiểm đó. À phải đó, không thể không có đề phòng được. Hay là để con với Mã sư đệ ở lại nha, có được không? Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Ghi chép lại đi. Vậy mà cũng ghi lại sao? Nè, trình vẽ của Thiên Hương đó có đẹp không vậy? Đẹp ác liệt luôn đó. Chỉ được sau lưng thôi, thấy gì đâu. Không thấy gì. Hai người thì đồng cảm quá mà. Cậu đẹp nhất là nhìn từ đằng sau lưng, cho nên ta cố tình vẽ cái này cho hai người nhìn nè. Nè, cầm đi. Chuyện gì đây hả? Rõ ràng làm tiền ta rồi, trả lại ngươi nè. Cái gì? Hàng bán rồi không đổi lại đâu. Không biết quy củ gì hết. Không trả lại ta đánh người á. Hả? Muốn gì đây? Ê, quần tử dùng miệng không dùng tay. Có gì á từ từ nói bằng miệng đi. Nói đi, nói đi. Vậy thì phải, Sanh à. Hay là gì? Ngươi hãy nghĩ cách để chúng tôi được ngắm chân tướng của Thiên Hương cô nương nha. Nếu không thì hai anh em chúng tôi đánh người dẹp lép đó. Vậy hai người nói gì đây? Đã coi chân tướng rồi còn nói gì nữa chứ? Trừ phi là... Là sao? Dù sao thì cũng phải trả thêm tiền phụ cấp đó mà. Hả? Hả? Sao hả? Được, không sợ ngươi giở trò đâu. Sau khi thành công mỗi người chúng tôi sẽ trả ngươi 10 lượng đó. Nghĩa là 20 lượng? Ai? Ít quá mà, cần thêm chút đỉnh đi. Thêm phải nói nhiều không? 20 lượng thì 20 lượng chứ. Có lợi cho hai người nha. Tha cho ngươi đó. Sư huynh thật tốt quá. Đưa em đi đây đi đó uống rượu nhậu nhẹt. Thật là hưởng thụ đời người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ đồ ăn chay của chùa Thiếu Lâm đã ngon hay sao? Phải rồi, đồ tây đồ ta mà em cũng chưa được thử đó. Thiệt tình. Nè, ngươi biết lần này ta... Em biết, sư huynh còn có dịp gần gũi Thiên Hương cô nương nữa. Ê, tránh ra, tránh ra. Hơi đàn bà rồi. Sao ngươi biết? Em dĩ nhiên biết chứ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng và thần bí của Thiên Hương cô nương đó hả, thì ai nấy cũng đều muốn kết với cổ đó. Luôn cả em đây cũng muốn kết nữa. Kết cái gì? Kết cái gì? Kết làm bạn bè thôi. Nè, lanh lợi chút nha. Coi như là giúp đỡ ta. Biến đi. Lần này cho em kết nha. Đi đi. Thiên Hương cô nương, là cô hả? À phải, sao ngộ vậy? Bộ người ta ở Vạn Kiếm Môn sao? Cô thiệt khéo nói chơi. Sao ngươi biết ta nói chơi? À, cô nghĩ coi, Đường Tam Thái có dám tới nữa không? Chắc chắn là không dám rồi. Nếu Đường Tam Thái không dám tới thì Hầu Thiếu Hiệp đâu có cần ở lại Vạn Kiếm Môn của chúng tôi nữa chứ. À, nói vậy thì không đúng. Chuyện đời không tuyệt đối đâu. Ta nghĩ là ta nên ở lại khoảng chừng 5-7 năm thì mới an toàn hơn. Cho dù Hầu Thiếu Hiệp ở lại đây suốt kiếp cũng vô dụng thôi. Hả? Sao vậy? Người bảo vệ cho ta nổi hôm nay cũng đâu có bảo vệ nổi suốt kiếp. Kẻ cái là ta không biết võ công. Nếu không ta đã có thể tự bảo vệ cho mình ta. À, thì ra là cũng muốn học võ công hả? Được, ta dạy cô. Chiêu này là võ cỏ kiếm rắn. Không phải rồi, cái eo hạ thấp xuống một chút. Cái eo thòn quá. Bắt đầu nha. Một cái, hai cái. Địch mà tới thì chỉa ra. Ê, đứng sát vô. Sát vô nữa, sát vô nữa, sát vô. Ây á. Hả? Hầu Thiếu Hiệp à, khó quá đi. Hay là dạy thứ dễ dàng chút cho ta nha. Khó quá hả? Muốn học dễ dàng à? Được, cô xem mình lại đi. Hả? Xem lại. Phải đó. Đưa cây kiếm lên, quơ một cái gì nè. Gì hả? Đó, đưa gì nè. Ờ, thiệt là thông minh. Cái tài á, đưa cao lên gì nè. Ha. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Nè, còn cái tay này cao lên một chút. Cái mặt hướng qua bên kia một chút. Đó, đúng rồi. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Một cái nè, hai cái nè, xoay mình qua, xoay qua, xoay qua, xoay qua nè, xoay qua. Quẹt lên một cái nè. Đó, đưa chân lên. Đưa chân lên. Ờ, à, đúng rồi đó. Ờ, à, đưa chân lên. Đúng rồi đó. Ờ, à, đúng rồi đó. Ây da. Ây da. Hầu Thiếu Hiệp và ngươi chết rồi. Chuyện gì vậy? Người đó phạm tội lớn đó. À, có chuyện lớn gì mà quan trọng chứ? Người đó quên rồi sao? Từ ngày ông nội của ta Thiên Tần Cước bị Như Lai Thần Chưởng đánh gục, Ngũ Đại Phái đã định môn quy, nói là không có cho con cháu của Vạn Kiếm Môn tập võ. Còn nữa, nếu nhà dạy chúng tôi võ công thì nghĩa là chống chọi với Ngũ Đại Phái sẽ bị Ngũ Mã Phanh Thây đó. Ngũ Mã Phanh Thây? Wow, thiệt là chuyện lớn rồi. Ê cô à, vừa rồi ta sơ ý dạy cô một chiêu thôi. Dạy cô một chiêu thôi chứ đâu phải là dạy võ chứ. Người dạy ta một chiêu thì có thể nó bỏ thôi. Ừ. Nhưng mà dạy hết chiêu này tới chiêu khác, như vậy nghĩa là có lòng đó. Dạy hết chiêu này rồi dạy tới chiêu khác. Ta nghĩ là cô không nói với sư phụ ta chứ. Như vậy là phải coi ta có vui hay không. Hôm nay ta vui vẻ lắm.
nên ta không nói lại với sư phụ của người đâu. Lần này nguy to rồi, nguy to rồi. Tiền bạc lấy xong rồi mà đi đâu kiếm cô Thiên Hương cho hai thằng khỉ đó coi đi. Phát tài, phát tài. Ê cậu xanh à, hả? Có rảnh á thì vô chơi dài dãn đi. Ê tao không rảnh đâu, hôm khác đi. Ê Tổng Quản à, sao đi mau vậy, không chơi thêm nữa hả? Trời, chơi kỹ móc gì, để thua cháy túi rồi nè. Nó chơi hoài à. Có ai mà không biết Hà Tổng Quản cai quản các việc trong Vạn Kiếm Môn. Một ít tiền bạc đó có đáng gì chứ. Thiếm hai mà đừng có lo, tướng không coi thì không có biết, dao không mài thì không có bén. Thiếm miền trí đi, người ta chưa bao giờ bị người ta giở trò đâu. Cho mượn xe đỡ nha. Ê, người làm gì đó? Ê, chuyện gì vậy? Xin lỗi. Ây da, anh bạn à, nhìn mặt của anh bạn hình như không được khá lắm hả? Ê, chắc là thu tiền nhiều chứ gì. Nếu vậy rồi sao? Sao người biết? Không biết chữ không thấy đường hay sao? Ta thấy là người có duyên với ta cho nên mới giúp người thôi mà. Hả? Đừng có ngại, không lấy tiền đâu. Vậy thì tốt quá rồi, mời xanh thần tiên chỉ đường giùm cho nha, xin chỉ dạy. Làm việc ở đâu? Vạn Kiếm Môn. Ừ, ta hiểu rồi. Có lẽ ngày xanh thần đẻ của người không hợp với Vạn Kiếm Môn lắm. Thế Quy nè, vậy có cách gì quá dễ hay không? Ừ, có một cách duy nhất là người phải về vẽ địa hình của Vạn Kiếm Môn cho ta. Cái điều quan trọng nhất là phải vẽ phòng nào của người nào, phòng nào của người nào, cho ta biết rõ ràng để ta nghiên cứu cho. Có biết không? Vẽ đồ hả? Xin lỗi khách quan, hết phòng rồi. Làm ơn tôi cho khá khỏi. Cái gì? Ông chủ à, ta không giấu giếm người nữa. Ta đã đi khắp các quán trọ của Võ Lâm Thánh Địa này rồi, chỗ nào cũng nói là hết phòng. Nếu như cả người cũng không cho ta thuê phòng, coi bộ tối nay ta phải nằm ở ngoài phố rồi. Khách quan à, ta thiệt là không giúp đỡ được người. Ta phải đóng cửa, xin chào. Ê, ông chủ. Ăn tô phở gà thằng khờ là xong chuyện. Hai cái thằng khỉ này sẽ lâu quá không tới vậy, mất giờ ghê. Ở đây nè. Đi mau. Chuyện gì đây, sao lâu quá vậy? Tới trên người ta đó mà hả? Phải chờ đông đủ mới được chứ. Thiệt ngốc quá. Wow, sao mấy người tốt quá vậy? Kiếm mấy người tới canh chừng hả? Canh chừng cái gì? Người lấy tiền anh em chúng tôi mắc quá. Vì vậy chúng tôi phải kiếm lại chút đỉnh chứ. Người nói cái gì đây? Xịt cái gì? Ê, hồi đại hiệp, sao về khuya vậy? À không, gặp được vài đứa bạn trò chuyện hơi tối một chút. Ta nghĩ hào đại hiệp chắc cũng đói bụng rồi, ta sai người làm đồ ăn khuya cho đại hiệp nha. Không cần đâu. Tôi chết sẵn ở đây. Đừng có la lớn mà, một đứa công khai sao chứ, nhỏ nhỏ thôi. Mau lên đi, hồi nó nói hoài à. Mau lên đi, nói hoài à mày, thiệt tình đó hả? Cầm cái miệng đi. Nè, gì? Người có chắc chắn Thiên Hương ở phòng đó hay không hả? Gạ người làm gì? Có lên không? Nói dư thừa. Cái đồ ngu ngốc, thấy nhà cầu thủ nhàn hả? Ôi, làm gì lén lút vậy? Tới coi lén hả? Dầm đã mà không giữ giờ dễ trơn à. Lên mau đi, mau lên. Đi mau đi, nhanh lên đồ dây chúa. Rồi giờ nhanh đi mà. Ngươi. Cái gì đây? Bắt tôi lấy cái đầu hất lên hả? Đừng. Để ta lên. Đồ bậy bạ không à, dầm đã nhanh chút đi. Người chết rồi, nhìn lén hả? Wow, còn những nước miếng nữa. Nếu như bị người ta bắt gặp thì phải quê sơ gặp mà ngủ gì? Không phải đâu đại sư huynh à, em đang tập nhất dương chỉ thôi. Nói láo. Bây giờ không ai nhìn thấy, đi mau đi. Còn ngó nữa. Ê. Hả? Chuyện gì? Đang làm gì vậy? Ở giữa hồ nước có lệ ảnh Thiên Hương lơ lửng trên mặt hồ đó mà. Dám nhìn lén người ta tắm, dám nhìn lén Thiên Hương của ta, ta đánh chết ngươi. Đi. Đừng.
Đi mau đi. Đừng nè, từ từ. Chờ gió tôi chứ. Đi mau lên, mau lên. Từ từ. Mau lên đi mà. Mau lên. Ê. Gì? Hồng Bụ đó làm gì vậy? Ê, dĩ nhiên là ngó lén rồi. Không lẽ ngửi nóc nhà hay sao? Đã quá. Ê, có phải đã thiệt không vậy? Hình như là đang tắm đó. Thử vậy? Đang tắm hả? Vậy là thiệt thôi rồi. Sao kiếm cái chỗ gì mà tệ quá? Không thấy gì hết à? Thiệt là không thấy gì hết. Tức thiệt. Ai đó? À, con trộm! Người đâu? Ây, chạy mau đi. Chạy mau đi. Mau lên. Nè, ngồi đây làm gì? Quay. Mau đi mà. Wow, đánh tới nơi rồi, chạy mau. Quay ở bên kia kìa, rượt mau. Ê, người dẫn ta đi đâu vậy? Đi đâu cũng được mà, chạy rồi tính sao? Mau lên đi. Mau lên đi. Bên đây nè. Đi đâu đây? Đừng có hỏi nữa mà, đi vô trong mau. Mau lên. Quay người. Đang rượt tới kìa, kêu réo cái gì? Chắc nói đằng trước à. Rút nào, đi. Ơi, rốt cuộc đã đi mất rồi, mình thoát nạn. Ê da, nhưng còn chưa đi. Người không đi ta đi đó. Thôi nè. Ê thanh niên à, đừng có chơi bời quá độ mà. Chạy có hai con phố thôi đã hết hơi rồi. Mặt mày đỏ ké hết trời trội. Có rảnh rỗi về hầm cu bò cu nai ăn đi. Tắm bổ lại chút đi. Ê. Đừng có. Năng đâu có biết mình. Làm lại cuộc đời. Người muốn gì đây? Người cởi áo đi. Điên hả? Cởi áo cho tôi à? Quý vị khán giả, các người quái lạ khi không từ dưới nước chung lên là ai vậy? Còn cô gái giả trai đó là ai? Còn Thiên Hương đã lén tập võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh, thực ra có âm mưu gì? Xin mời các bạn hãy coi tiếp cuốn 2 của bộ Như Lai Thần Trưởng Tái Xuất Giang Hồ. Hoàng 任意闯那紧阻我路，平安沧海，浪更高到底终却无。合拍笑声，震天气吞万里海滔滔。
Hôn nhi sinh ngâm những người yêu duyên cơ phụ. Mạn san suy kiếm trách khẩu ngõ duy trì lắm ngộ. Mộng sĩ trời sân ngõ độc hàng ngõ lộ. Mặt ngõ nạ tiên bó ngõ trời cú câu. Ya san, mê sai gan chi go king gai do. Song song, love you mo song so chong zo.